Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 7 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục phát hiện ra chất thải của Formosa được chôn lấp trái pháp luật tại Hà Tĩnh. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi sự hỗ trợ từ phía bệnh viện cũng như những tấm lòng hảo tâm để giúp cặp song sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Những hậu quả từ dự án chuyển đổi rừng khộp sang trồng cây cao su vốn được thực hiện rầm rộ cách đây 8 năm tại Tây Nguyên. Và tiếp theo trong phần tin quốc tế, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố đã đánh bại cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ chính phủ gây chấn động xảy ra vào đêm ngày hôm qua 15 tháng 7. Mỹ công bố 28 trang tài liệu về vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Liên quan đến vụ chôn 100 tấn chất thải của công ty Formosa ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có văn bản khẳng định vụ chôn chất thải ở trang trại là lỗi của công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh. Vin và hợp đồng đã ký với công ty môi trường đô thị Kỳ Anh, Formosa cho rằng mình không liên quan đến vụ việc này. Nội dung văn bản giải thích tại hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý bùn bánh của tổ xử lý nước thải công nghiệp Formosa, tức là bên A, ký với công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, bên B, có ghi: giấy chứng nhận bùn bánh của xưởng xử lý nước thải công nghiệp công ty Formosa là chất thải công nghiệp thông thường do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cấp. Vì vậy, chất thải đổ ở trang trại là chất thải công nghiệp thông thường. Cũng theo Formosa, tại điều 6 trong hợp đồng giữa bên A và bên B ghi rõ, bên B phải đưa bùn bánh đến khu xử lý chất thải trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cấp giấy phép, nghiêm cấm tự ý vứt bỏ hoặc xử lý không đúng trong hợp đồng. Bùn bánh khi ra khỏi xưởng thì do bên công ty môi trường chịu trách nhiệm. Trong khi đó, công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh cho biết hiện đang chờ kết luận của cơ quan chức năng về chất thải được chôn ở trang trại. Nếu 100 tấn chất thải chôn ở trang trại có kết luận độc hại thì Formosa phải chịu trách nhiệm. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh, trước đây Sở đã có văn bản gửi Formosa nêu rõ công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh không đủ điều kiện xử lý chất thải công nghiệp. Nhưng phía Formosa vẫn tiếp tục để đơn vị này vận chuyển mới dẫn đến vụ phát hiện 100 tấn chất thải ở Kỳ Trinh. Do đó, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh cho biết, phía Formosa đã thừa nhận việc ký hợp đồng xử lý chất thải của công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh là sai phạm. Cục Quản lý Chất thải, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng cho hay, liên quan đến vụ việc này, ngoài đơn vị xử lý chất thải không có chức năng, tức là Formosa phải chịu trách nhiệm liên đới. Liên quan đến thông tin, công ty môi trường đô thị Kỳ Anh ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà đưa về Phú Thọ xử lý 145,5 tấn chất thải nguy hại của công ty Formosa Hà Tĩnh từ tháng 8 năm 2015 đến nay. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà đặt tại xã Trạm Thản, huyện Phú Ninh sẽ bị xử lý nghiêm nếu trốn tránh, không khai báo việc mang chất thải nguy hại của công ty Formosa Hà Tĩnh đến địa bàn tỉnh Phú Thọ. Lại tiếp tục phát hiện ra chất thải của Formosa được chôn lấp trái pháp luật tại Hà Tĩnh. Sáng nay, công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh đã báo cáo với lực lượng chức năng về việc cách đây vài tháng đã chôn nhiều tấn chất thải bùn đen trong công viên với mục đích trồng cây cảnh. Khoảng 10 tấn chất thải của Formosa đã được đem trộn lẫn với đất ở trong công viên vui chơi thuộc phường Sông Chi ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh để trồng cây cảnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang tiến hành bốc rỡ khoảng 10 tấn chất thải bùn đen của Formosa được chôn trong công ty trong công viên ở tại tổ dân phố Hưng Thịnh. Lực lượng chức năng cho biết đang tiến hành đào hố để đóng gói số chất thải này đưa về công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà ở xã Kỳ Tân để chờ xử lý. Như vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, khi mà vụ việc Formosa xả thải ra biển gây ra thảm họa cá chết trên biển ở miền Trung chưa kịp lắng xuống, thì người dân và lực lượng chức năng liên tục phát hiện ra chất thải của công ty Formosa được chôn lấp hoặc là vận chuyển đi khắp các địa phương, trong đó đặc biệt là tại Hà Tĩnh. Địa điểm đầu tiên phát hiện ra chất thải của Formosa được chôn lấp bừa bãi là ở phường Kỳ Trinh, nối quốc lộ 1A với trung tâm Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Khối lượng chất thải được chôn lấp khoảng hơn 100 tấn.
Đáng chú ý, nơi chôn trộm chất thải là trang trại của ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh. Tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, người dân phát hiện ra 2.300 tấn rác thải sinh hoạt lẫn công nghiệp và thậm chí là cả chất thải hầm cầu được công ty môi trường đô thị Kỳ Anh trở về chôn lấp. Hình ảnh này được ghi lại vào cuối tháng 3 năm 2016, cho thấy sự sơ sài đến mức khó có thể chấp nhận được. Không phải lót đệm, không bạt che phủ, rác thải dồn ứ gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương. Formosa Hà Tĩnh không chỉ hợp đồng chôn lấp chất thải trái luật với công ty môi trường đô thị Kỳ Anh, mà trước đó còn hợp đồng với nhiều đơn vị khác đổ chất thải trái phép. Tháng 5 năm 2015, người dân sống cạnh bãi rác thị trấn Thiên Cầm, cạnh khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, phát hiện gần 20 xe tải đổ trộm chất thải có màu đen bốc mùi hôi thối tại đây. Chưa dừng lại tại đây, trong sáng nay, khoảng 10 tấn chất thải của Formosa đã được đem trộn lẫn với đất ở trong công viên vui chơi thuộc phường Sông Chí, Kỳ Anh, Hà Tĩnh để trồng cây cảnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tiến hành bốc rỡ khoảng 10 tấn chất thải bùn đen của Formosa được chôn trong công viên tại tổ dân phố Hưng Thịnh. Không chỉ để chất thải được chôn lấp bừa bãi ở Hà Tĩnh, Formosa thậm chí còn đang bị nghi vấn thuê công ty môi trường Phú Hà đưa chất thải nguy hại ra Phú Thọ xử lý. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh, công ty Formosa ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà, đơn vị được phép vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại để vận chuyển đưa về Phú Thọ xử lý 145,5 tấn chất thải nguy hại của Formosa từ tháng 8 năm 2015 đến nay. Không chỉ liên quan đến việc xử lý chất thải rắn, ngày hôm qua, người dân và lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một ống xả thải ngầm của Formosa. Ống xả này nối từ bên trong nhà máy Formosa ra ngoài mương thoát lũ của phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hương Nghiệp Formosa đã đưa máy móc, xe đào ra bên ngoài hàng rào thuộc phường Kỳ Phương để cắt bỏ đường ống lắp ngầm xả thải trái phép của nhà máy này. Vào trưa ngày 15 tháng 7, một bức tường hầm của chung cư Giai Việt nằm trên đường Tạ Quang Bửu ở phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh bị sập do áp lực bùn đất từ công trình thi công xây dựng ở kế bên. Vụ việc đã làm hàng chục ô tô xe máy nằm trong bùn đất. Khoảng 12 giờ cùng ngày, bức tường cao khoảng 3 mét, dài gần 6 mét của tầng hầm B2 chung cư Giai Việt bị sập. Nhiều bùn đất từ công trình đang thi công kế bên tràn vào, cuốn trôi và vùi lấp 19 xe máy, 2 xe hơi. Hơn 15 giờ, chủ đầu tư công trình thi công có mặt để khắc phục hậu quả. Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, bức tường này tương lai sẽ phá bỏ để nối thông hai chung cư nên chỉ xây dày khoảng 10 cm. Công ty tiến hành khắc phục sửa chữa phương tiện và tiến hành kiểm tra các tầng hầm công trình liên kết để không xảy ra sự cố khác. Nguyên nhân dự đoán ban đầu là do đơn vị thi công đóng cọc tạo ra rung chấn khiến bức tường bị vỡ. Được biết đơn vị đầu tư sẽ chịu trách nhiệm xây lại bức tường và đền bù cho chủ nhân các xe đã bị hư hại do sự cố nêu trên. Đêm qua tại chung cư HQC Plaza nằm trên đường Nguyễn Văn Linh ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ bốc cháy, hàng trăm cư dân sống tại đây đã phải bỏ chạy khỏi nơi ở trong đêm. Khoảng 22 giờ 40 phút khuya ngày 15 tháng 7, người dân sống trong chung cư HQC Plaza phát hiện lửa bùng lên tại tủ điện ở tầng 11. Chỉ sau ít phút, khói đen lan ra các tầng xung quanh và bao trùm toàn bộ block 4. Hàng trăm hộ dân sống bên trong khu chung cư đã hốt hoảng díu nhau chạy xuống phía dưới. Lực lượng bảo vệ của chung cư cố gắng chữa cháy tại chỗ nhưng không thành. Nhiều người bị kẹt trên các tầng cao hoảng loạn cầu cứu. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh ở quận 7, quận 8, phòng cứu nạn cứu hộ đã điều hơn 20 xe các loại cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa cứu người bị nạn. Ngay khi có mặt, lực lượng chữa cháy đã hướng dẫn cho hàng chục người thoát nạn xuống đất an toàn. Ngoài ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh còn đưa được 4 nạn nhân bị kẹt trên các tầng cao xuống đất an toàn. Sau khi kiểm tra chắc chắn không còn ai bị kẹt lại ở chung cư, lực lượng chữa cháy đã rút về và bàn giao lại hiện trường cho công an địa phương. Do hệ thống điện tại chung cư chưa đảm bảo nên lực lượng chức năng tạm thời không cho người dân trở lại chung cư mà bố trí tầng trệt của block 2 kế bên để người dân nghỉ tạm. Theo cư dân sống tại chung cư HQC Plaza, block 4 vừa xảy ra cháy chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy do đang còn trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn cho dân vào ở. Sau hơn 3 ngày, một ngôi biệt thự 3 tầng cao hơn 11 mét, trọng lượng khoảng 800 tấn ở tại khối 7, phường Quán Bầu, thành phố Vinh đã được di chuyển khoảng 11 mét so với vị trí ban đầu. Quá trình di chuyển diễn ra an toàn, chưa có sự cố bất thường gì xảy ra.
đặc biệt là những sinh hoạt của gia chủ vẫn diễn ra bình thường bên trong ngôi nhà. Theo ông Lê Văn Cương, chủ nhân của ngôi nhà, đồng thời là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huy Nam, để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng cho dự án tái định cư của phường Quán Bào, khu đất của gia đình ông phải dịch chuyển đến vị trí mới. Tuy nhiên, ngôi nhà được xây dựng còn chắc chắn, khang trang, đồng thời để tiết kiệm kinh phí thời gian, ông đã quyết định phối hợp với hai công ty khác thực hiện phương án di dời này. Ngôi nhà mình còn mình kéo ra ngoài, nằm ở cái đất dự án, thì mình phải tiến phong đi lần đầu để trả lại cái đất dự án cho nhà nước tiếp tục cái công trường. Thứ hai nữa là cái ngôi nhà mình kéo ra thì được rẻ là so với cái làm mới ngôi nhà, một phần ba cái số tiền đấy. Ngôi nhà 3 tầng của ông Cương có chiều cao 11,5m, với tổng diện tích mặt sàn là gần 200m2, ước tính có trọng lượng gần 800 tấn, được di rời sang vị trí mới, cách vị trí cũ khoảng 40m, và xoay từ hướng đông nam sang hướng chính nam khoảng 130 độ, với chi phí dịch chuyển gần 1,4 tỷ đồng. Để dịch chuyển ngôi nhà, họ phải huy động 15 công nhân, 2 máy thủy lực, 400 con lăn, 25 kích, công suất kích 50 tấn một con. Trong quá trình dịch chuyển, nhóm công nhân phải kết hợp nhịp nhàng từ khâu dùng máy thủy lực để kéo, đánh con lăn dịch chuyển, xoay ngôi nhà về vị trí đã chọn. Đây là lần đầu tiên ở Nghệ An có khối lượng lớn được di chuyển, nên rất nhiều người dân đến xem và hy vọng quá trình di chuyển thành công. Đi làm một cái quái để mà làm một cái nhà đây, tôi thấy có 102 thật. Để mà chuyển ngôi nhà này là đúng là con người mình cùng sáng tạo. Sau hơn 3 ngày dịch chuyển, chiều nay ngôi nhà đã dịch chuyển được 11 mét và xoay được gần 50 cm. Không có sự cố bất thường nào xảy ra. Mọi sinh hoạt của gia đình vẫn diễn ra bình thường bên trong ngôi nhà. Dự kiến đến ngày 18 tháng 7, ngôi nhà sẽ hoàn tất quá trình dịch chuyển và tiếp tục các khâu gia cố còn lại. Thông tin tiếp theo về cặp song sinh dính liền đang được theo dõi tại Bệnh viện Việt Đức. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa thay mặt cho Bộ Y tế kêu gọi sự hỗ trợ từ phía bệnh viện cũng như những tấm lòng hảo tâm đối với cặp song sinh có hoàn cảnh khó khăn này. Khi biết hoàn cảnh gia đình hai em bé rất khó khăn, đến mức bác sĩ phải kêu gọi vận động mới có tiền đưa xuống Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ để có thể phẫu thuật tách rời hai bé sớm nhất. Bà Tiến cũng mong muốn các tổ chức từ thiện xã hội ủng hộ, hỗ trợ kinh phí ăn ở cho gia đình bệnh nhân trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Trong ngày hôm nay, mạng xã hội Facebook chia sẻ rất nhiều bức ảnh bác sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, Hà Giang ra chợ kêu gọi những tấm lòng hảo tâm dành cho cặp sinh đôi này. Bác sĩ Trung cho biết hai em bé bắt buộc phải chuyển xuống Hà Nội trong khi gia đình nói chỉ vay mượn được khoảng 2-3 triệu đồng. Vì thế anh và vài đồng nghiệp đã chụp ảnh in phông to về tình cảnh của hai bé song sinh dính liền, mang ra chợ kêu gọi mọi người giúp đỡ. Chỉ sau 2 tiếng đã thu được 7 triệu 470 nghìn đồng. Sau đó qua nhiều nguồn tin, nhiều người đã đến tận bệnh viện để đóng góp. Và đến chiều tối ngày 14 tháng 7, số tiền ủng hộ cặp song sinh là hơn 40 triệu đồng. Đến ngày hôm nay, số tiền hỗ trợ cặp song sinh này đã vượt xa con số 40 triệu đồng. Đối với hành động lên Facebook ra chợ kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để hai bé có cơ hội được xuống Hà Nội chữa trị của bác sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao và vừa ký quyết định tặng bằng khen biểu dương. Một thông tin vui dành cho các gia đình có trẻ nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 16 tháng 7, thì Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tiêm miễn phí 1.300 liều vaccine 6-1 Infarix Hesa cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Từ đầu năm 2016 đến nay, đây là đợt tiêm chủng miễn phí thứ hai loại vaccine đang rất khan hiếm này tại thành phố Hồ Chí Minh. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tiêm từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, sáng từ 9:30 đến 10:30, chiều từ 14:00 đến 15:30. Bố mẹ đăng ký cho các cháu tại website tiêmvaccine.vn, thời gian đăng ký từ 9:00 ngày 16 tháng 7 cho đến khi hết số lượng vaccine. Mỗi trẻ đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm miễn phí một mũi vaccine Infarix Hesa. Nhóm trẻ được tiêm vaccine Infarix Hesa miễn phí là đủ 2 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi tính đến ngày tiêm, chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi các vaccine 4-1, 5-1, 6-1. Khi đi tiêm, phụ huynh phải mang theo phiếu hẹn được gửi qua email, photo giấy khai sinh và sổ tiêm chủng để đối chiếu thông tin. Phiếu hẹn chỉ có giá trị trong buổi hẹn. Trước đó, viện đã tổ chức tiêm miễn phí đợt đầu tiên với 1.000 liều vaccine Infarix Hesa.
Từ ngày 1 tháng 6, đây là vaccine 6 trong 1 phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan siêu vi B và bệnh do HIV. Chương trình do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ Em MUDOC Australia hợp tác với Viện Pasteur TP.HCM triển khai để nghiên cứu về hiệu quả về lịch tiêm vaccine phế cầu khác nhau cho trẻ nhũ nhi. Trung tuần tháng 6 vừa qua, trong một hội nghị về giải pháp khôi phục rừng được tổ chức ở Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố đóng cửa rừng hay ngừng khai thác rừng tự nhiên. Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định không chuyển 2,25 triệu hectare rừng tự nhiên còn lại sang mục đích khác, ngoại trừ những dự án liên quan đến an ninh quốc phòng. Chỉ đạo này cũng đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho chủ trương chuyển đổi rừng nghèo sang cây công nghiệp mà các địa phương đã thực hiện và gặp thất bại trong những năm vừa qua. Phóng viên VTC14 đã có mặt tại các cánh rừng ở Tây Nguyên để thực hiện loạt phóng sự về những bất cập trong quản lý rừng ở tại khu vực này. Và trong phóng sự đầu tiên phát sóng vào tối nay, chúng tôi sẽ làm rõ những hậu quả của dự án chuyển đổi rừng khộp sang trồng cây cao su vốn được thực hiện rầm rộ cách đây 8 năm. Năm 2008, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đồng ý chủ trương phát triển 100.000 hectare trồng cây cao su ở các tỉnh Tây Nguyên. Và đây được xem như là nguồn cơn của việc phá rừng một cách công khai của các doanh nghiệp tại địa phương. Và như các bạn có thể thấy rằng, những cây cao su như thế này có trồng nhưng lại không có lớn. Đây từng là những khu rừng khộp, cây che bóng mặt trời. Nhưng nay, cả một vùng đất rộng hàng chục hecta ở xã Ia Púc, huyện Chư Prong chỉ còn thấy những cây cao su phát triển eo uột. Nó lại bỏ mà họ chưa đi kiếm được cái loại cây nào thích hợp với miền đất này. Chứ bây giờ đây trồng những cái cây khác nó đâu có lên nổi đâu. Nó chỉ có cỏ với cây cao su trồng mới 4-5 năm nay mà nó cũng không phát triển được, nó khô với nó gãy hết à. Chỉ riêng một xã biên giới như Ia Púc nhưng có tới 9 dự án chuyển đổi rừng sang làm cây cao su. Và huyện Chư Prong là địa phương chuyển đổi nhiều nhất của tỉnh Gia Lai. Còn đây là dự án trồng cây cao su của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ và xuất khẩu Kim Huỳnh ở Đắk Lắk. Vào năm 2010, công ty này được tỉnh Đắk Lắk giao cho 778 hectare đất lâm nghiệp ở xã Eti, huyện Ehleu để khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng cao su. Gần 6 năm trôi qua, theo người dân địa phương, những cây rừng to đến cả sải tay đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một dự án trồng cao su mà có cũng như không. Từ khi cái công ty Kim Huỳnh vô đây là nó mua bao cả lâm trường, kiểm lâm khu này, nó phá hết khu này luôn mà dân muốn làm được đâu. Có một thực tế đáng buồn là địa phương nào chuyển đổi nhiều thì nơi đó sẽ mất đi nhiều rừng tự nhiên. Ngay từ đầu, nhiều chuyên gia về lâm nghiệp và môi trường đã phản đối dự án chuyển đổi sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên. Lúc đấy, các chuyên gia này cương quyết không thể đổi rừng lấy cao su. Cái hội đồng tác động môi trường người ta cũng đã nhìn thấy hết tất cả những chuyện ấy, nhưng họ không chống lại được. Thí dụ tôi là nhà anh lâm nghiệp, tôi nói ngay với cái ông đại gia, anh lấy rừng khộp để anh trồng cao su không bao giờ anh thành công cả. Vì chỉ cần một tháng không mưa thôi thì là cao su chết. Nhưng bây giờ anh lấy một cái viện cao hơn, là chính viện cao su. Người ta chứng nhận là cái này được thì cả hội đồng chúng tôi đành chịu. Biết nhưng vẫn làm. Vì lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên cũng như chủ các dự án đều cho rằng cao su cũng là rừng. Mà rừng này lại sinh lợi. Những cái lợi thấy ngay. Bà con người dân tộc thiểu số sẽ trở thành công nhân cao su, có thu nhập và tức là sẽ đổi đời. Đến nay, người dân đổi đời đâu chưa thấy, chỉ thấy hàng trăm nghìn hecta rừng bị phá bỏ để trồng cây cao su. Tới năm 2012, diện tích cao su đã đạt kế hoạch dự kiến đến tận năm 2015. Cái đầu tư trồng cao su là nó chưa hiệu quả, tức là chưa đầu tư vào thâm canh, cho nên dẫn đến là có những nơi để trồng nhưng mà cái tỷ lệ thấp hoặc là chất lượng nó không thành cao su, nó chưa cao. Do cái chuyển đổi trong thời gian ngắn, rồi chủ yếu là người ta tiến hành khai hoang vào mùa nắng, mùa khô, có mấy tháng thôi. Và nhiều dự án cùng thực hiện một lúc, do vậy cho nên là trong cái công tác là quản lý, bảo vệ thì cũng có những cái vấn đề cũng còn những bất cập. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ trương chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cây cao su là đúng đắn. Tuy nhiên, khi thực hiện lại không được kiểm soát một cách chặt chẽ,
nên để xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng phá cả rừng dầu. Trong 5 năm thì đã các tỉnh Tây Nguyên đã cấp khoảng gần 800 cái dự án. Đến nay sau rà soát thì còn khoảng 520, tức là đã có hàng trăm cái dự án mà phải đình, phải dừng, phải thu hồi các cái quyết định phê duyệt, thậm chí là có rất nhiều cái chủ dự án đã phải đứng chịu trách nhiệm trước pháp luật, bị khởi tố. Đây là bên công ty cao su Bình Dương nha. Vì để hỏi để chống này thì mình xin ông đội trưởng đấy. Thứ thu được sau 8 năm triển khai dự án cao su chỉ là những cây sắn của bà con nông dân. Còn nhiều cánh rừng khộp, nét đặc trưng của rừng Tây Nguyên có thể sẽ chỉ còn trong ký ức của nhiều người mà thôi. Vâng, thời điểm hiện tại thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho tạm dừng tất cả dự án chuyển đổi trồng cao su và rà soát lại tất cả các dự án trên địa bàn Tây Nguyên. Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, trước đây toàn vùng có khoảng 800 dự án trồng, cải tạo, chuyển đổi trồng cao su với diện tích trên 220.000 ha. Lâm Đồng là tỉnh chuyển đổi diện tích trồng cao su lớn nhất với gần 100.000 ha. Tiếp theo là Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai và cuối cùng là Đắk Nông. Ngoài chuyển đổi rừng sang trồng cây công nghiệp mà chủ yếu là cao su, thì việc suy giảm diện tích rừng Tây Nguyên còn phải kể đến nguyên nhân là do tình trạng lâm tặc ngang nhiên phá rừng. Và câu chuyện có hay không chuyện bảo kê buông lỏng để cho các đối tượng phá rừng tại các địa phương ở Tây Nguyên sẽ có trong bản tin Nhật ký Cuộc sống vào ngày mai, tức là ngày 17 tháng 7 năm 2016. Mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi. Chuyển sang phần tin quốc tế, hôm nay ngày 16 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố đã đánh bại cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ chính phủ gây chấn động xảy ra vào đêm ngày hôm qua 15 tháng 7, đồng thời cho biết sẽ trừng phạt thích đáng những kẻ nổi loạn đã khiến cho ít nhất 160 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, tuy thất bại, nhưng cuộc đảo chính diễn ra ở thủ đô Ankara và Istanbul vào đêm qua đã khiến ít nhất 160 người thiệt mạng, trong đó có cả sĩ quan cảnh sát, đồng thời khiến cho hơn 1.400 người khác bị thương. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 1.563 binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang trên toàn quốc. Hiện có tới 29 đại tá và 5 tướng quân quân đội đã bị cách chức vì có liên quan đến âm mưu đảo chính. Tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã ổn định hơn, tuy nhiên vẫn còn một vài cuộc đấu súng nhỏ lẻ tại trung tâm Istanbul. Trước đó, khoảng 22 giờ đêm ngày hôm qua 15 tháng 7 theo giờ địa phương, hàng loạt nhóm quân sự vũ trang cùng với máy bay chiến đấu, xe tăng đã đồng loạt tiến hành cuộc đảo chính gây chấn động. Hãng tin AFP cũng đưa tin, thậm chí những máy bay chiến đấu của lực lượng đảo chính còn thả một quả bom xuống dinh tổng thống ở Ankara, nhưng may mắn không có người thiệt mạng. Được biết lúc xảy ra cuộc đảo chính, Tổng thống Erdogan đang đi nghỉ mát ở bờ biển nhưng đã lập tức lên máy bay trở về Istanbul để lãnh đạo quân đội đập tan cuộc đảo chính, đồng thời kêu gọi toàn thể người dân xuống đường chống lại những kẻ nổi loạn. Theo giới phân tích, thất bại của cuộc đảo chính là điều đã được dự đoán trước bởi ảnh hưởng quá yếu của phe đảo chính cũng như sự ủng hộ quá lớn dành cho ông Erdogan. Ngay sau khi những thông tin đầu tiên về cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, thì hàng loạt du khách Mỹ đã ngay lập tức hủy hàng loạt chuyến bay tới đất nước này nhằm đảm bảo an toàn. Trong khi đó, thì rất nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy may mắn khi rời khỏi Istanbul ngay trước khi sự cố xảy ra. Các hành khách tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, JFK ở thành phố New York, Mỹ đã ngay lập tức hủy chuyến bay tới thành phố Istanbul ít phút trước khi máy bay cất cánh vì nhận được thông tin về một cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đang chuẩn bị lên máy bay thì nhận được tin nhắn từ bạn bè thông báo về cuộc tấn công với xe tăng và máy bay đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả mọi người đều thuyết phục tôi hủy chuyến bay tới đó. Theo đó, tôi đã quyết định ở lại để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay nhiều chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm qua vẫn cất cánh như kế hoạch và nhiều hành khách quyết định không hủy chuyến đi của mình dù nhận được những thông tin về cuộc đảo chính tại Ankara và Istanbul. Trong khi đó, nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy vô cùng may mắn khi hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Los Angeles vào đêm ngày hôm qua bởi nhiều chuyến bay sau đó xuất phát từ Istanbul đã bị hủy bỏ vì cuộc đảo chính. Chỉ sau khi chuyến bay hạ cánh, tôi mới nhận được thông tin về cuộc đảo chính đang diễn ra tại đất nước của mình. Lúc đầu chẳng ai trong chúng tôi có thể tin được chuyện đó có thể xảy ra.
Theo thông tin được đăng tải trên trang web flyaware.com, cho tới thời điểm hiện tại, có tới 32 chuyến bay xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày hôm qua và hôm nay đã bị hủy bỏ vì cuộc đảo chính. Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các chuyên gia phân tích, ông Fethullah Gulen, một học giả tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ sống tại Mỹ, cũng là kẻ thù chính trị của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, bị nghi ngờ là người giật dây vụ đảo chính của quân đội tại Istanbul và Ankara. Cuộc đảo chính gây chấn động Thổ Nhĩ Kỳ và cả thế giới vào đêm ngày hôm qua 15 tháng 7 không phải là âm mưu lật đổ đầu tiên trong lịch sử của nước này. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã từng được xem là một quốc gia có truyền thống đảo chính với 4 lần được ghi nhận trong vòng 56 năm. Cuộc đảo chính lần đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào ngày 27 tháng 5 năm 1960, khi căng thẳng chính trị giữa chính phủ của Thủ tướng Adnan Menderes, Tổng thống Selan Bea, các đảng phái và lực lượng vũ trang được đẩy lên tới đỉnh điểm. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự lãnh đạo của tướng Zeman Gürsel tổ chức đảo chính lật đổ chính quyền thành công và lên nắm quyền kiểm soát đất nước. 11 năm sau lần đảo chính thứ nhất, vào năm 1971, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa lật đổ chính quyền. Cuộc đảo chính diễn ra sau nhiều tháng bạo lực và bất ổn trong nước. Không giống như cuộc đảo chính năm 1960, quân đội không lên nắm quyền, mà thay vào đó, nội các chính phủ hoạt động dưới sự giám sát của quân đội. 9 năm sau đó, vào ngày 12 tháng 9 năm 1980, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiến hành đảo chính trên truyền hình, đồng thời thông báo thiết quân luật trên toàn quốc. Bên cạnh đó còn bãi bỏ hiến pháp và xây dựng một hiến pháp mới, quy định tổ chức trưng cầu dân ý vào năm 1982. Tuy không hẳn là một cuộc đảo chính, nhưng vào năm 1997, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra một số yêu sách với chính phủ và lựa chọn khi đó của Ankara là phải chấp nhận các yêu cầu của quân đội. Thủ tướng Necmettin Erbakan khi đó đã buộc phải từ chức. Theo các chuyên gia, đây được xem là một cuộc đảo chính mềm của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Gần 2 ngày sau vụ thảm sát đẫm máu bằng xe tải ở tại thành phố Nice của Pháp, không khí tang thương vẫn bao trùm lên cả thành phố vốn rất xinh đẹp này. Những người dân Pháp đã bắt đầu tổ chức những buổi tưởng niệm cho 84 nạn nhân xấu số của vụ tấn công. Trong khi đó, thì nỗi kinh hoàng khi trải qua giây phút sinh tử vẫn còn ám ảnh những người may mắn sống sót sau vụ thảm sát vừa qua. Theo hãng tin Reuters, thì IS vừa nhận trách nhiệm về vụ việc này. Theo đó, cộng đồng người Pháp ở trong và ngoài nước đã tiến hành rất nhiều hoạt động để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng, cũng như chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn kể từ sau vụ khủng bố Paris vào tháng 11 năm ngoái. Rất nhiều người vào hôm qua 15 tháng 7 đã tập trung về một nhà thờ lớn ở thành phố Nice để tham dự buổi tưởng niệm 84 nạn nhân của vụ tấn công. Tôi muốn gửi một thông điệp tới các bạn, đó là hãy nắm tay nhau, hãy cùng nhau vượt qua nỗi đau này. Các bạn không đơn độc, chúng ta phải cùng nhau bước về phía trước. Không chỉ riêng ở Pháp, ở nhiều nơi khác như Rome, Italia, Australia, Berlin, Đức cũng đã đặt hoa, nến tại các khu tưởng niệm, cũng như thắp sáng màu cờ Pháp để cùng chia sẻ nỗi đau lớn này. Trong khi đó, đối với những người may mắn sống sót sau vụ tấn công, họ vẫn cảm thấy bàng hoàng khi nhớ lại những giây phút gần kề với cái chết đó. Xác chết nằm la liệt trên mặt đất, những người khác thì bê bết máu trên người. Tôi đã cố gắng để không nhìn cảnh tượng đó, thật sự quá đau đớn và kinh khủng. Trước đó, người dân thành phố Nice đã phải trải qua một đêm ác mộng khi một chiếc xe tải điên cuồng lao nhanh về phía đám đông đang ăn mừng quốc khánh, khiến cho ít nhất 84 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Hiện nghi phạm của vụ tấn công đã được cảnh sát xác định là Mohamed Lahouaie Boulel, người Pháp gốc Tunisia. Được biết, hắn đã qua mặt lực lượng cảnh sát Pháp khi nói rằng chiếc xe đó đang đi chở kem. Cảnh sát Pháp cũng đã vừa bắt giữ 3 người, được cho là có liên quan tới vụ tấn công. Vào hôm qua ngày 15 tháng 7, Quốc hội Mỹ đã công bố 28 trang tài liệu trong báo cáo điều tra về vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 gây chấn động cả thế giới. Đây được xem là một tài liệu tuyệt mật về mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và những kẻ tấn công khủng bố. Tài liệu 28 trang này nằm trong bản báo cáo điều tra dài 838 trang của Quốc hội về các cuộc tấn công được công bố hồi năm 2002. Theo đó, tài liệu này nhằm làm rõ vấn đề có tồn tại mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và một số kẻ tấn công khủng bố nước Mỹ hay không. Theo đó, hai cơ quan FBI và CIA của Mỹ không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào về mối quan hệ này. Một cuộc điều tra gần đây nhất cũng không tìm ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy chính phủ Ả Rập Xê Út hay các quan chức cấp cao của Ả Rập ủng hộ những kẻ lên kế hoạch tấn công nước Mỹ. Theo những tài liệu chúng tôi có, chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh chính phủ Ả Rập Xê Út có liên quan tới những kẻ khủng bố tòa tháp đôi của Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2011.
Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Abdel Al-Jubei đã lên tiếng hoan nghênh về công bố tài liệu trên, đồng thời bày tỏ hy vọng kết quả điều tra trên sẽ chấm dứt mọi nghi ngờ nhằm vào Ả Rập Xê Út trong suốt 14 năm qua. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.